Hey, what's going on YouTube, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cái video mới này của mình. Là mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mình hay clean, mình sẽ clean giày ở tại nhà. Và thực ra là mình cũng có thể mang qua những spa hay là những cái dịch vụ chăm sóc giày khác để có thể là họ có thể là take care, chăm sóc, quan tâm cái giày mình tốt hơn. Nhưng mà mình thì lại khá là thích mày mỏ ở nhà. Chính vì vậy cho nên là mình sẽ mua đồ về nhà và clean, sau đó thì mình sẽ quay lại vlog cho mọi người xem, để mọi người có thể tham khảo thêm về cái cách mà mình thường hay clean giày, xem là nó sẽ như thế nào. Ok. Và về những cái dụng cụ mà để có thể là clean được giày thì mình mua một cái bộ Crepe Q. Đây là một cái bộ kit của Crepe. Thì cái bộ này nó là một cái bộ, nó có bao gồm là dung dịch để có thể là vệ sinh, khăn lau và bàn chải mềm. Và ngoài ra thì mình sẽ mua thêm một cái bàn chải lông cứng như này để có thể là đánh thêm được cái phần đế giày, phần miso để cho nó bay được sạch hơn. Và ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm một cái tuýp kem đánh răng của PS. Thực ra thì các bạn có thể vận dụng ngay cái tuýp kem đánh răng ở nhà của các bạn, cái kem đánh răng các hướng này mà các bạn hay dùng để có thể là làm sạch được cái phần đế giày. Ok, bây giờ thì nhân tiện đây thì mình cũng sẽ unboxing luôn cho mọi người cái bộ Crepe này. Cái bộ Crepe này thì mình mua cái giá nó cũng khá là rẻ thôi. Vậy thì mình sẽ mở nó ra. Bây giờ thì mình sẽ mở nó luôn. Vẫn còn nguyên seal. Bên trong này nó sẽ có một cái bộ có khăn lau này, khăn lau Crepe này, một cái bàn chải mềm, lông mềm, một cái dung dịch Crepe Protect và một cái hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng chẳng cần thiết phải dùng đến cái hướng dẫn sử dụng này đâu, cho nên là mình sẽ tạm thời cất nó đi. Ok. Và ngoài ra thì các bạn, trước khi các bạn để có thể vệ sinh giày, và ngoài ra trước khi các bạn vệ sinh giày thì các bạn nên lấy cho mình hai bát nước, một cái bát nước như này và một cái bát nước như này, và cho nước vừa đủ thôi, không cần thiết phải cho quá nhiều. Bây giờ mình sẽ để hai bát nước ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái chai dung dịch Crepe này ra và mình cho vào cái bát nước thứ nhất. Thì bát nước thứ nhất này thì chúng ta chỉ cần để ngâm dây giày, và cho nên là chúng ta không cần phải cho quá là nhiều cái dung dịch Crepe này nhiều lắm, bởi vì là chúng ta chỉ đơn thuần chỉ là để cho nó sạch cái giày thôi. Mình sẽ cho khoảng một cái lượng mà nó vừa đủ với cả cái bát nước này. Ok, là được. Bây giờ thì mình sẽ đóng nó lại và mình sẽ lắc lên cho đều. Thì và tiếp theo thì bạn sẽ phải lấy cái đôi giày mà các bạn định vệ sinh ra. Thì ở đây mình vệ sinh là cái đôi Easy Cream White. Cái đôi này mình mua cũng phải tầm khoảng 2 năm rồi mà mình chưa hề vệ sinh nó. Mà các bạn thấy là cái phần xô của nó này, cái phần đế giày của nó vẫn rất là mới, bởi vì là mình rất là ít đi đôi này và mình thực sự khá là giữ nó. Đầu tiên thì các bạn cần phải là tháo cái dây giày ra rồi sau đó cho vào đây để ngâm thôi. Cái đôi Easy Cream White này hồi mới mua về thì nó nhìn trông rất là mới, một thời gian không đi nó cũng bị ố vàng mất đế rồi. Mình sẽ tạm thời để cái dây giày này sang đây để ngâm. Ok, mình đã sẩy xong, bây giờ mình sẽ cho vào cái bát nước này để có thể ngâm nó. Có vẻ hơi ít nước, mình sẽ đổ thêm một chút. Các bạn có thể, đây là cái bước áng chừng thôi, nó không có một cái công thức nhất định nào đâu, cho nên là các bạn cứ áng chừng bằng mắt là ok. Mình sẽ để tạm thời vào đây là được. Ok, mình sẽ để tạm thời sang bên này. Và nếu như mà đôi giày của các bạn ấy mà có cái lót giày này, phần lót giày này thì các bạn hãy tháo ra để có thể vệ sinh được. Nhưng mà giày này của mình ấy thì mình thường là Muji, mình về mình đi nó hơi bị chật, cho nên là mình thường là sẽ tháo cái phần sushi, mình sẽ tháo cái phần lót giày của nó ra và mình đi không lót, cho nên là nó sẽ không có lót. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến hai cái sushi. Thì cái hai sushi này mình cho vào đây để nó có thể dựng được cái form giày của các bạn lên, để cái việc vệ sinh giày của chúng ta nó sẽ được dễ dàng hơn. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng một cái lượng Crepe vừa đủ để cho vào cái bát nước này. Sau đó thì mình sẽ trà lên toàn bộ giày là được. Ok, mình sẽ sử dụng đúng cái bàn chải của Crepe Protect này để có thể làm hòa tan nó. Và trước khi các bạn vệ sinh đánh lên giày thì các bạn nên cho thêm một vài giọt Crepe này để có thể làm cho nó được ngấm đều hơn. Ok,
Bây giờ thì mình sẽ để đánh giày, mình sẽ đánh từ phần upper trước. Sau đó thì mình sẽ đánh từ phần midsole và phần outsole. Quả thực trà, các bạn nên, mình khuyên các bạn là chỉ nên trà một cái lượng lực vừa đủ thôi, vì là không cần thiết phải quá là mạnh. Bởi vì là cái bản chất thì cái lông này ấy, chúng ta một cái lực nhẹ thôi là nó cũng khá là làm cho đôi giày sạch lên rồi. Cái mùi của crepe này nó khá là thơm. Mình thấy nó không phải thơm kiểu hóa học đâu, cho nên là các bạn yên tâm. Mùi nó thơm kiểu hoa quả thì phải. Và sau khi mà các bạn trà xong cái phần, một phần nào đó của trên đôi giày thì các bạn nên dùng cái khăn lau này để có thể lau. Mình sẽ dùng cái khăn của crepe để lau lại. Và lau đi thì nó cũng trắng lên khá là nhiều rồi. Nó làm cái đôi giày của các bạn trở nên mới hơn rất là nhiều. Và mình sẽ tiếp tục đánh những cái phần gót giày, cũng như là sau đó thì mình sẽ đánh cái phần midsole. Mình sẽ dùng lại cái khăn này để lau qua cái phần này là xong. Thực ra thì về cách vệ sinh giày này nó khá là nhanh thôi, nó không cầu kỳ, nó không tốn quá nhiều cái thời gian của mình. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút thời gian trong một ngày, khoảng tầm 10 đến 15 phút là có thể clean giày một cách sạch sẽ rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng, vì cái đôi này của mình nó là cái phần đế trắng, cho nên là mình sẽ dùng thêm một cái lượng kem đánh răng vừa đủ để có thể là bôi lên cái phần midsole của nó để cho nó được trắng cái giày hơn. Mình sẽ sử dụng một lượng kem đánh răng vừa đủ thôi. Các bạn có thể bôi ra tay rồi bôi lên cũng khá là ok. Mình sẽ sử dụng cái bàn trải lông cứng này để có thể là trải qua để nhìn nó đều hơn. Cái mẹo mà rất hay là các bạn có thể làm trắng đôi giày của các bạn bằng chính cái kem đánh răng. Nó có thể tiết kiệm đi một cái chi phí cũng khá khá. Mình sẽ lấy được một lượng đánh răng vừa đủ thôi, không cần phải quá là nhiều. Các bạn lưu ý nhé, là kem đánh răng này chỉ làm sạch những cái phần vải màu trắng và những cái phần nhựa thôi. Còn giày đối với những cái phần vải như là phần upper ấy thì mình chưa chắc, bởi vì là mình chưa thử. Nhưng mà cái phần midsole, phần đế giày này thì chắc chắn là sẽ làm sạch được. Các bạn cứ bôi và trà, sau đó thì ngâm khoảng, để nó ngấm khoảng tầm 5 phút rồi vệ sinh lại bằng crepe là đảm bảo sạch 100%, đảm bảo trắng lại 100% luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể đánh thêm cái phần outsole này của đôi giày. Nhưng mà mình thì đằng nào mình cũng đi mà, cho nên là mình không cần thiết phải đánh cái phần đế giày làm cái gì cả. Và sau một cái quãng thời gian vừa đủ khoảng tầm 5 phút thì cái phần đế giày này nó cũng đã ngấm được cái kem đánh răng. Bởi mình sẽ dùng lại cái nước crepe vừa rồi để đánh lại cái phần midsole của nó. Mình sẽ lấy cái khăn này để lau để cho các bạn có thể hình dung tốt hơn về cái độ trắng của kem đánh răng mà nó mang lại. Nó thực sự rất là hiệu quả. Các bạn có thể thấy là cái phần đế giày cũng như là cái phần upper của cái đôi Easy Cream White này của mình nó cũng đã khá là sáng lên so với cái ban đầu rồi. Nó thì phải, nhưng mà để mà so sánh với cái, những cái vết này của mình nhá, vết này của mình là mình bị đổ cà phê cho nên là nó không được sạch cho lắm. Nhưng mà những cái phần nào mà mình thấy là nó không bị đổ ấy, chỉ là những cái bẩn nhỏ ấy, thì nó sạch khá là nhiều. Và cuối cùng thì các bạn có thể là lấy cái dây giày ra và rồi rửa lại với nước, sau đó thì mang đi phơi khô là được. Tiếp theo thì mình sẽ clean thêm một cái đôi giày nữa, là cái đôi mà là gọi là Van Vogt Checkerboard. Thì cái đôi này mình cũng đi khá khá rồi, nhưng mà mình cũng chưa vệ sinh được lần nào cả. Vì giày mình đi thì mình thường chỉ đi để chụp ảnh thôi, mình rất ít khi đi giày chụp ảnh mà để đi chơi cả. Thì cái đôi này thì mọi người có thể thấy là cái đôi này của mình ấy, nó không hề bị bẩn ở cái phần upper. Và mình rất là sợ cái vệ sinh những cái đôi upper của cái đôi Van này, bởi vì là chỉ cần các bạn vệ sinh một lần thôi là cái màu đôi giày Van này nó bạc hết đi rất là nhanh. Và nó có thể các bạn sẽ phải mất công để đi repair, đi sơn lại, đi vẽ lại màu. Mình sẽ sử dụng cái bàn chải cứng này để đánh vào cái phần đế giày để cho nó được ăn hơn. Thì mọi người có thể thấy là nó chỉ là một cái lớp bước tạo ẩm thôi, nó không sạch quá là nhiều như mình mong đợi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái kem đánh răng này để bôi vào cái phần đế giày của cái đôi Van Vogt Checkerboard này
thì để nó có thể là cho ra được một cái hiệu quả, một cái độ trắng nó rõ ràng hơn. Các bạn cứ bôi sao cho nó đều hết cả đôi giày ấy. Và mình sẽ ngâm nó khoảng tầm, mình sẽ để nó ngấm vào giày khoảng tầm từ 5-10 phút cho đến 15 phút đều được. Và trong cái lúc mà để các bạn đợi cái phần đế này nó ngấm hơn thì mình sẽ vệ sinh thêm một cái đôi Easy nữa. Thì đây là một cái đôi giày Easy Oreo 350 mà mình đã đi từ những cái ngày đầu tiên mà mình bước chân vào Six Square rồi. Mình sẽ bỏ cái dây giày này ra để có thể là vệ sinh được cái dây giày này của nó. Cái đôi này thì mình cũng từ lúc mua ấy, mình cũng chưa hề vệ sinh nó một lần nào cả, cho nên là nó nhìn nó khá là bẩn. Mình cho vào đây và rồi mình sẽ cho một ít dung dịch Crepe Protect vào. Cái bát nước vừa rồi ấy, mình đã đổ đi rồi cho nên là nó sẽ rất là sạch. Mình sẽ đổ cho đây một lượng dung dịch Crepe vừa đủ. Ok, cho cái dây giày nó tự ngấm cái chất thải này, chất tẩy rửa này. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái bát nước mới để cái, vì cái bát nước kia nó khá là bẩn rồi, mình đã cho một cái lượng dung dịch Crepe vừa đủ thôi. Ok, đầu tiên thì mình vẫn sẽ clean từ cái phần upper trước, sau đó thì mình sẽ đến đến phần midsole cũng như là outsole, nhưng mà cá nhân mình thì mình không vệ sinh outsole. Các bạn có thể thấy là cái đôi Easy 350 này của mình, những cái phần midsole của nó này nó đã bị mốc, đã bị bẩn đi rất là nhiều. Và các bạn có thể vỗ này nhá, nếu không biết các bạn có thể nhìn thấy không, nhưng mà khi mà mình tháo cái giày ra ấy, khi mà mình rút cái giày ra mình có thể nhìn thấy được luôn cả bụi. Các bạn có thể thấy là cái đôi giày Easy 350 này của mình nó khá là bẩn, bởi vì là mình từ lúc mình mua đến bây giờ ấy cũng khoảng 2 năm rồi mình chưa về vệ sinh lần nào cả. Các bạn có thể thấy là cái phần midsole này của nó này nó bụi kinh, rất là kinh. Và mình sẽ sử dụng một cái bát nước có chứa dung dịch Crepe này, sau đó thì mình sẽ cho thêm một ít Crepe lên cái bàn chải này nữa. Ok, và mình sẽ đánh từ từ những phần upper rồi đến midsole. Mình sẽ đã bắt đầu đánh. Thì ở cái đôi này có lẽ nó sẽ lên nhiều bọt hơn cái đôi kia, bởi vì là nó trái màu so với cái đôi Easy Cream White kia, nên là các bạn có thể thấy là cái bọt nó lên rõ hơn. Nhưng mà cái đôi này ý, nó là bằng vải, và khi mà các bạn vệ sinh xong thì bọt nó lên xong rồi nó lại bị ngấm vào bên vải xong luôn ấy, cho nên là các bạn có thể không nhìn thấy vải rõ đâu. Mình sẽ sử dụng cái khăn này để lau qua và nhìn nó mới, rất là mới luôn, nó khá là mới. Các bạn cứ đánh đều, các bạn cứ đánh đều tay và cái lực vừa phải là ổn, không cần thiết phải lực quá là mạnh. Mình thì thường sẽ vệ sinh một cái phần của đôi giày, sau đó thì mình sẽ dùng cái khăn này để lau luôn. Ví dụ như là mình vệ sinh upper thì sau khi vệ sinh upper xong thì mình sẽ lau rồi mình sẽ vệ sinh đến những cái phần khác của trên đôi giày sau. Vì cái phần đế giày của mình nó là màu đen cho nên là mình sẽ không vệ sinh cái phần midsole này của nó bằng kem đánh răng, bởi vì là kem đánh răng nó chỉ tẩy trắng được ở trên những cái đôi giày màu trắng thôi. Và các bạn có thể thấy là cái độ mới của cái đôi giày này, bên phải là cái chiếc mà mình đã vệ sinh rồi, còn bên trái là cái chiếc mà mình chưa vệ sinh. Các bạn có thể thấy là nó mới một cách kinh khủng luôn. Và mình thực sự rất là thích cái cách mà Crepe làm ra những cái sản phẩm để có thể là bảo vệ cho cái đôi giày của các bạn. Và một lát nữa thì khi mà mình tắt video xong thì mình sẽ vệ sinh lại nốt cái đôi giày này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cả cái đôi Van Vogt Checkerboard này mà mình đã clean đế của nó. Cái dung dịch kem đánh răng này nó đã ngấm vào giày rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng đến cái bàn chải lông cứng này để nhúng một ít nước dung dịch Crepe này vào và trà. Thì các bạn cứ càng trà, cái phần đế giày này nó là mặt cao su mà, cho nên là các bạn cứ yên tâm cứ trà mạnh vào là cái phần đế, những cái bẩn này nó sẽ tự bong hết ra. Mình sẽ lau luôn cho mọi người để mọi người có thể thấy được cái độ trắng của nó như nào. Bạn có thể nói thấy là nó trắng ra khá là nhiều. Mình sẽ đổ thêm một chút dung dịch Crepe này vào cái bàn chải cứng này nữa để cho nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất có thể. Các bạn lưu ý là không nên cho cái phần kem đánh răng này lên cái phần upper của cái đôi ven này, bởi vì là nó sẽ làm tẩy đi hết tất cả những cái sticker, những cái và nó sẽ làm tẩy đi tất cả những cái sơn ở trên cái đôi Van Vogt này của các bạn ấy. Các bạn nên lưu ý. Và như vậy là mình cũng đã vệ sinh xong cái đế của cái đôi
Vervosha Cobot này rồi bằng chính những cái dụng cụ mà mình có ở nhà như là kem đánh răng. Thì mình sẽ đặt cái đôi bên trái lên là cái đôi giày mà mình chưa vệ sinh, nó thực sự phần đế giày của nó trông rất là bẩn. Các bạn có thể thấy ở đây là cái phần đế giày này của nó bẩn một cách kinh khủng luôn, bởi vì là mình đi giày rất ít khi mình vệ sinh. Và sau khi mà vệ sinh giày xong thì mọi người nên phơi giày của mình ở ngoài nắng từ 30 cho đến 60 phút. Thì đây nó là một cái thời gian nó không quá là nhiều để có thể là bay màu giày của các bạn được, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Và ngoài ra thì các bạn có cái đèn tia UV, đèn chiếu tia UV để cho nó khử khuẩn, nó kháng khuẩn ấy, thì các bạn có thể dùng bằng tia UV. Nếu không thì các bạn có thể sử dụng bằng chính cái tia nắng trực tiếp ở ngoài trời này, nó cũng tạo ra được một phần nào cái tia UV rồi. Và sau đó thì các bạn phơi xong thì các bạn sẽ để ở nhiệt độ phòng và rồi để nó tự khô thôi. Và cái video ngày hôm nay cũng chỉ là cái video mà mình vệ sinh giày và mình quay lại xe cho mọi người xem cái cách mà mình vệ sinh giày thôi. Và mọi người nhớ là đừng quên follow cái trang Instagram này của mình. Mình sẽ up lên khá là nhiều những cái outfit, những cái tutorial về sneaker mà mọi người muốn xem. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình. Và ở bên cạnh nút subscribe thì có một cái dấu chuông, mọi người có thể bấm vào đó để nhận được thông báo mỗi khi mình up video mới lên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.